Vừa đổi đời nhờ kênh YouTube chưa được bao lâu, Lộc Phụ Hồ lại rơi vào tình thế lao đao, không dám đi xe mới vì sợ mọi người thay đổi suy nghĩ về mình. Lộc Phụ Hồ được đông đảo cộng đồng mạng biết tới là một chàng phụ hồ triệu view YouTube. Mặc dù không có ngoại hình nổi trội, nhưng kênh YouTube của anh vẫn luôn nhận được nhiều sự ủng hộ của dân mạng bởi sự vui vẻ lạc quan và những clip bắt trend thú vị. Điều này cũng giúp cho anh có một bước ngoặt lớn trong cuộc đời khi nhận về nguồn thu nhập khủng. Thu nhập hơn 350 triệu sau 8 tháng lập kênh. Hiện tại, kênh YouTube của Lộc Phụ Hồ đã trình làng hơn 109 video và có hơn 862.000 người theo dõi. Đây là con số vô cùng ấn tượng mà không ai làm YouTube cũng đạt được. Với lượng tương tác tốt với khán giả, các video mà anh thực hiện luôn gây chú ý tới cộng đồng mạng. Trong mấy chốc, Lộc Phụ Hồ đã vinh dự giành về nút bạc của YouTube và có mức thu nhập ấn tượng nhờ việc sản xuất video của mình. Trong một clip đăng tải gần đây nhất trên kênh YouTube của mình, Lộc Phụ Hồ đã bật mí về mức thu nhập của mình, đồng thời giải đáp thắc mắc của cư dân mạng bấy lâu rằng tại sao Lộc Phụ Hồ có thể xây nhà, mua xe, sắm iPhone 11 chỉ sau một thời gian ngắn như vậy. Lộc Phụ Hồ cho biết, kênh YouTube của anh mới lập cách đây được hơn 8 tháng. Trong đó, tháng đầu tiên, tài khoản này chưa được bật chức năng kiếm tiền. Theo thời gian, anh chàng liên tục đăng tải những clip ấn tượng gây được sự chú ý từ cộng đồng mạng và ngày càng nhiều người biết đến YouTube của anh hơn. Giờ đây, kênh YouTube của Lộc Phụ Hồ đã có hơn 862.000 lượt theo dõi và vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Tuy nhiên, trong vài tháng trở lại đây, anh chàng chia sẻ rằng bản thân chỉ kiếm được khoảng mười mấy triệu. Tháng đầu, Lộc kiếm được 40 mấy triệu, sau rồi, những tháng sau, có 4 mấy, 5 mấy chục. Nhưng những tháng vừa rồi đây, chỉ có 10 mấy triệu. Nói chung, tháng nào cũng nhiều view, thì tháng đó sẽ nhiều tiền. Tổng cộng hết, từ khi lập kênh đến giờ, Lộc kiếm được hơn 350 triệu đồng, Lộc Phụ Hồ tâm sự. Bên cạnh đó, số tiền kiếm được còn dùng để chi trả cho các chi phí đầu tư, thực hiện video và những người phụ quay. Con số này không hề nhỏ, thậm chí lên tới cả 100 triệu đồng. Không dám đi xe mới vì sợ mọi người quay lưng trong video. Lộc Phụ Hồ cũng lý giải thắc mắc của phần lớn cư dân mạng về chiếc xe máy đã được đem bán nhưng vẫn còn xuất hiện. Theo đó, anh chàng chia sẻ rằng anh đã bán chiếc xe cho một người anh em. Tuy nhiên, do giá của chiếc xe này khá cao nên người em nhờ anh xóa clip vì một vài lý do cá nhân nên không thể mua lại. Do đó, chiếc xe này vẫn thuộc quyền sở hữu của Lộc Phụ Hồ. Ngoài ra, Lộc Phụ Hồ không muốn mọi người nghĩ sai về mình nên rất hạn chế trong việc sử dụng xe máy. Anh chia sẻ thêm, nhiều người đi xe này thì không sao, nhưng Lộc đi thì sẽ bị nhiều người bảo Phụ Hồ mà đi xe này kia. Một tháng chỉ lấy xe đi 2-3 lần. Dù vậy, không thể phủ nhận rằng YouTuber đang làm một nghề hái ra tiền được nhiều người hưởng ứng. Công việc này đã đem lại nguồn thu nhập cao cho nhiều hiện tượng mạng như Lộc Phụ Hồ.